Em là chiếc Novadad. Nó đúng của nó là đời 94, nhưng là xe thanh lý toàn quắc. Cái clip trước đó là em chưa có nghiên cứu kỹ, em chưa có chắc rắp. Có một số bạn coi đó, coi cặp vẹt đó, mấy bạn nói sợ không phải xe hải quan, phiên cũng phiên em là đi chắc gốc lại đi. Cho nên là em mới đi chắc gốc lại. Thì khi em chắc gốc lại đó em mới biết là xe thanh lý toàn quắc, chứ không phải là xe mà hải quan chính ngạch. Cái đó thì em cũng xin lỗi mấy bạn đã xem clip trước luôn, là mình đã nói lỡ nói là xe hải quan chính ngạch. Hôm đó cũng do gấp phải không? Không, lúc đó là em nghĩ là em chơi xe, em mua rồi gặp đúng chủ, em sang tên nói xe này, thì những dòng xe nhập thì em chỉ nghĩ nó là hải quan chính ngạch thôi, em không có nghĩ nó lại là xe thanh lý. Lúc trước mua thì em mua đam mê, em mua em chơi gì em cũng không có nghiên cứu kỹ sâu như bây giờ. Nên khi em đăng lên á, có mấy bạn hỏi nói thì sợ là xe thanh lý, rồi cũng khuyên em là đi chắc gốc lại. Cái đó em cũng cảm ơn mấy bạn luôn, cảm ơn mấy bạn có lời khuyên giúp mình chắc gốc lại để mình biết là xe của mình là xe thanh lý chứ không phải là hải quan. Rồi vậy hôm nay là gắn cái bộ áo mới đó hả? À, em cái clip trước là bộ áo mà áo lô em gắn để em chạy đồ này nọ vậy thôi, còn cái này là bộ áo jean em sơn mới là hoàn toàn, em mới cũng mới ráp vô hả, mới vừa ráp xong đây thôi. Jean là theo xe hồi đó tới giờ hay đúng sao? Rồi jean này là jean theo xe hồi đó giờ anh, là áo jean nhựa ABS jean xịn đó anh, chứ không phải là giống như mấy cái nhựa mới bây giờ. Đâu cái chỗ nào có cái đặc điểm nào phân biệt được cho coi mở ra mới coi được anh, nó để trong này nó mỗi một chi tiết đồ nhựa mũ nó không biết lớn nhỏ gì, nhưng nó cũng sẽ có để mà chữ là nhựa ABS, nó in rất là rõ trên phần nhựa xe. Và nhìn cái nhựa của hai cái mà cái zin với cái không zin đó thì là nhìn là biết liền.
là nó theo xe hồi từ chủ trước tới giờ đó phải không? Đúng rồi theo xe từ rồi tem này là dán lại phải không? Dạ tem này tem dán lại, tem này tem mới, bây giờ chút phải tem zin nó này, kiếm mà được tem zin theo xe này thì nó cũng hơi khó. Cái màu này là zin không? Không anh, cái này là sơn lại hết. À có nghĩa là nhựa zin thôi, nhưng mà chỉ nhựa zin thôi, sơn thì mình sơn mới lại. Chứ nước sơn mà theo mà nhựa zin giờ chắc nó cũng cũ theo năm tháng rồi, nó cũng có được đẹp. Rồi cái đời em nói là đời đời mấy? Đúng ra của nó là đời nó là 94, 95, 96 gì đó, mấy bạn nói là thuộc về mấy cái dòng đời đó. Còn nhưng vì đăng ký lại thì là nó thuộc về đời của đời là 99, đăng ký lại là đầu tiên là năm 99, là đi ra cặp về là năm 99. Nhưng mà số khung số máy đúng ra của nó như chắc ra như chồng mấy anh em có mấy anh em nói á, là nó thuộc về của 94, 95 được. Rồi nói rõ về máy móc một chút coi. Máy móc thì cũng là máy thì cũng trẻ máy rồi, như lúc trước em cũng có nói rồi, đã trẻ máy thay hết mặt bạn rồi, là máy kêu rất là êm và ấm, nó không có xào như là lúc mà chưa làm. Còn đầu lòng em đã lên đầu lòng LS rồi anh, có nghĩa là xe này thì không làm máy là bây giờ là không có chạy được nữa rồi đúng không? Cũng vẫn chạy được nhưng mà nó kêu nó xào rồi dưới đồ này nọ dữ lắm. Rồi. Đúng rồi, theo năm tháng. Zin là làm lại là theo là làm zin. Dạ, làm zin. Là chiếc xe mình nguyên thủy chưa chạy gì hết. Đúng rồi, tất cả đồ là mình phải vô trong hẻm mình mua hết. Mình mua từ cái hãng đâu? Hãng Honda đó anh, vô hãng Honda mình mua bạc đạn đồ này nọ để mình thay thế mua đó. Bạc đạn trong hãng phải không? Đúng rồi, mua đồ trong hãng mà. Chứ còn đầu lòng thì phải mua ở ngoài chứ. Đúng rồi, đầu lòng mình mua ở ngoài, đầu lòng này là đầu lòng lỡ chứ không phải đầu lòng lưu qua. Em đi rất yên, rất là nhẹ. Có một số bạn thì đã chạy Nova gắn đầu lỡ rồi, đi tốc độ được 160 rồi này nọ thì mấy bạn đi nhiều rồi đó. Còn một số bạn thì vô bình luận thì mấy bạn lại không tin, thì chắc là mấy bạn đó chưa có chạy thử nên mấy bạn mấy là không có tin. Cái chạy mà 160 là với điều kiện là chạy một người thôi đúng không? Hai người cũng được anh, hai người cũng được đầm, nhưng mà lên 140 là bắt đầu là nó hơi rung lắc rồi. Lên 160 nó cũng lắc. Nếu như mà muốn chạy đạt cái tốc độ 160 là phải dọn lại cái xe từ sên nhông dĩa bạc đạn đùm đồ này nọ, là bố thắng rồi phải làm chất lượng lại mới dám chạy kiểu đó. Không, bây giờ bình thường vậy em cũng chạy, em cũng có chạy rồi, nhưng mà phải chạy đường thiệt vắng. Đúng rồi, nó phải lên chạy phía, tại vì đường bây giờ miền Tây mình thì anh cũng biết rồi đó, giống như chạy mà dắt xóm này là chạy là tới dốc cầu rồi nhiều lắm. Có nghĩa là nó lên được 160 nhưng mà nó cũng tới đó là cũng đúng rồi. Em lên mà lên được 150, 160 là bắt đầu là em xuống tại rồi, em không có lên nữa tay rồi. Là tại vì hết đường rồi, không đủ đường để đi. Mà tại lái rồi nó có rung gì không? Có anh, nó hơi rung anh. Nói chung là có rung đó, tại vì chạy tốc độ cao mà. Bây giờ em đây để em quay lại cái số sườn số máy nè. Số máy nè, đây là. Đây, quay lại. Số máy nó đây. Lốc được có nghe chảy nhớt gì không? Không anh. Im phải không? Dạ em không có hình. Nè em để em cho anh cô đàng hoàng không? Đây lốc máy này sạch sẽ đàng hoàng nha các bạn. Rồi quay để quay thẳng hàng coi trước coi xe nó có bị hai hàng gì không. Em bẻ nó thẳng cái tay lái đi rồi để anh cam nó sao, anh cam tới rồi. Lắc qua lắc lại tay lái nè, bẻ thẳng tay lái nè, chung là xe cân đàng hoàng phải không? Xe cân đàng hoàng đó. Chạy buông tay bình thường ha, buông tay bình thường không có nỉển gì ha? Dạ không, chạy buông tay bình thường. Nồi nó rất là bắt. Anh chạy tốc độ chậm về số nhỏ đó, chạy tốc độ khoảng 5 km/h cũng không tắt máy nữa.
cái mâm này là gin không? Sao có nhiều bạn nói là mâm nó gin nó 6 cây gì đó. Mâm gin 6 cây, mâm này mâm gin 6 cây nè anh. 5 cây. À 5 cây đó là mâm sao biển. Cũng là nó cũng là mâm gin của xe khác hay vậy. Như có lỡ đưa qua hay gì đó em cũng không có chắc nữa nên không có dám phát biểu. Dạ không có chắc nên không dám phát biểu. Chắc rồi, ngon lành phải không? Dạ bình thường, xe đã dọn mới từ trong ra ngoài hết mà anh. Dàn áo zin đây. Dàn áo zin, tem zin. Lúc mà sơn dàn áo mà em không cho thợ sơn mà lột cái tem zin này ra, em bắt phải dán. Đâu còn cái tem zin này đây phải không? Cái này là cái tem zin. Là em bắt phải dán lại rồi sơn. Chưa kịp đánh gana cho nó bấm lại nữa. Bô này zin luôn chưa? Bô này bô zin, bô 94 đó. Gam gì? À, không, cái này là sơn, sơn chống cháy. Dạ, không phải gam. Đây nè, giấy nè anh. Đây, số khung số máy. Số khung số máy là của 94. Nhưng vì là xe thanh lý tổng quát nên là tà máy là để là đăng ký lại là 599, thằng đồng 599. Vậy là xe này là đúng là 94. Là 94. Dạ, thanh lý là 599. Thanh lý 599. Dạ, giấy của nó em có điện lên trên phòng công an đó. Người ta nói giấy này nó cũng giống như là giấy hải quan chính ngạch gì đó, muốn sang tên nhập huyện, nhập xã, nhập gì cũng được hết. Không có là khó khăn gì hết. Là nhập vô tư, muốn nhập đâu cũng được, thang tên đổi chủ rồi rút gấp rút hồ sơ đồ bình thường. Rồi thì giờ cái này thì các bạn có nhu cầu thì sao? Thì nếu như anh em nào thì có nhu cầu đồ này nọ đam mê thì mình cũng có thể chia sẻ niềm đam mê lại. Nếu mà mình bán lại là giá nhiều không? Cái đó thì anh em có gì, ai có thật sự đam mê á thì liên hệ mình, thì này nọ có thiệt tình thì mình tiếp bạn, tiếp anh em. Số điện thoại của em là 0933 622 629. Địa chỉ em là 125 Nguyễn Hiền, phường An Khánh, quận Kiều, thành phố Cần Thơ.